Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyên gia cho mọi nhà được phát sóng vào lúc 20 giờ trên kênh VTC6 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, theo thống kê trên toàn thế giới có hơn 50% trẻ em từ 1 đến 6 tuổi mắc chứng biếng ăn. Tại Việt Nam thì tỷ lệ này là khoảng từ 20 cho đến 45%. Những con số biết nói này chứng tỏ biếng ăn không chỉ là vấn đề một sớm một chiều, nếu không được giải quyết triệt để thì biếng ăn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não và thể chất lâu dài của trẻ. Và để cùng bàn luận về vấn đề trên, chúng tôi đã mời đến chương trình một vị khách mời đặc biệt nhằm giải đáp những thắc mắc cũng như đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các bậc phụ huynh, đó chính là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Vinh. Bác sĩ đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nhi khoa. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa chuyên gia, chúng ta thấy là trẻ em thì luôn luôn là được bố mẹ rất là quan tâm, gia đình thì rất là chú trọng đến việc là một bữa ăn cho trẻ như thế nào để có thể đảm bảo được giai đoạn phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên thì cái vấn đề biếng ăn ấy, nếu như đột nhiên mà con của mình bị biếng ăn thì bố mẹ lo lắng lắm ạ. Vậy thì không biết là những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng là trẻ tự nhiên bị biếng ăn như vậy ạ? Với cái tình trạng biếng ăn của trẻ thì trẻ sẽ hay gặp cái tình trạng biếng ăn từ khoảng từ 1 cho đến 6 tuổi. Thì biếng ăn của các con chia ra làm 3 loại là biếng ăn tâm lý, do sinh lý hay là do bệnh lý. Với nguyên nhân thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Bác sĩ Vinh chỉ muốn chia sẻ những nguyên nhân trực tiếp mà do bố mẹ. Ví dụ như là bố mẹ có thể quên mất cái việc là tẩy giun cho các con cũng là một điều rất là quan trọng để cho các con có thể cải thiện cái khả năng hấp thu. Và có nhiều bố mẹ thì nghĩ rằng mình sẽ cho thật nhiều dầu mỡ vào để cho các con ăn nó tăng cân nhanh hơn. Nhưng mà điều đấy thì vô tình chung lại làm cho con bị tình trạng đầy hơi, đầy bụng hay là rối loạn tiêu hóa. Hoặc là mình cho con để cho dễ cho con ăn thì cho con vừa ăn vừa xem TV, vừa xem điện thoại. Nhưng mà khi ăn như vậy thì các con nó sẽ không tiết đủ cái enzyme tiêu hóa thức ăn, thì cũng là nguyên nhân kéo dài như vậy con sẽ bị tình trạng biếng ăn. Hay là cho con ăn vặt, hay là vì muốn con ăn nên ép ăn thật nhiều nên bạn ấy bị sợ, thì người ta hay gọi là cái bị biếng ăn tâm lý. Thì đấy là những nguyên nhân mà hay gặp mà do bố mẹ gây ra. Biếng ăn thì các con sẽ bị không đủ chất dinh dưỡng này, hay là mình nói dễ nhận nhất là con không đủ cân theo chuẩn. Khi các con không có đủ chất dinh dưỡng thì mình sẽ rất dễ nhận biết cái vấn đề. Ví dụ các con thường xuyên ở cái trạng thái mệt mỏi hoặc là uể oải. Khi mà mệt mỏi uể oải rồi thì mình bảo con học đi, con tập trung vào hay con tư duy một chút đi thì nó sẽ rất là khó. Đấy là về vấn đề học tập. Vấn đề tiếp theo là về vấn đề các con, ví dụ mình muốn các con hoạt động thể dục thể thao để cho các con phát triển tốt nhất, thì khi nó ở trạng thái mệt mỏi, nó ở cái trạng thái thiếu chất rồi thì các con cũng rất là lười vận động, con không đủ chất dinh dưỡng, không đủ để cho con hấp thu, con phát triển, thì chắc chắn là con sẽ ảnh hưởng đến cái việc phát triển chiều cao. Nhất là giai đoạn từ 1 cho đến 5 tuổi là giai đoạn mà các con đang phát triển tốt nhất, quan trọng nhất. Thế thì với góc nhìn từ chuyên gia là một người cũng rất là nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu tìm hiểu về các sản phẩm, thì có một sản phẩm nào mà bác sĩ cảm thấy là an tâm và đạt được những cái tiêu chí cho bố mẹ có thể sử dụng được không ạ? Với bác sĩ Vinh thì có nhiều năm kinh nghiệm theo dõi cho các con cũng như là hỗ trợ cho các bố mẹ để giải quyết cái vấn đề này, thì bác sĩ Vinh có tìm hiểu cái sản phẩm siro ăn ngon Biokiko của Chafaco. Với Chafaco là một công ty dược phẩm uy tín ở Việt Nam rồi, thì hầu hết là các bố mẹ đều đã từng nghe đến. Và sản phẩm này thì có một cái sự kết hợp rất là đặc biệt của các bác sĩ cũng như phòng nghiên cứu của Chafaco. Và trong sản phẩm thì nó có cái gì đặc biệt? Nó có đạm men bia thủy phân này, nó có kẽm này, nó có lysine, nó có vitamin nhóm B. Đấy là những cái yếu tố cần cho các con đối với những cái trẻ biếng ăn mà bác sĩ vừa chia sẻ cái câu hỏi ở trên, là các con cần bổ sung như vậy để cho các con ăn ngon hơn. Chào MC và chuyên gia, tôi là Hạnh, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Con tôi rất lười ăn nên là cân nặng và chiều cao của cháu đều dưới chuẩn. Đi khám bác sĩ cho bổ sung viên kẽm, uống hết kẽm bổ sung nhưng cháu vẫn chưa có cảm giác ngon miệng. Vậy tôi có thể tự mua kẽm bổ sung cho con hay có cách nào khác không ạ? Kẽm là một cái khoáng chất vô cùng quan trọng để cải thiện cái tình trạng biếng ăn của các con. Vì kẽm thì nó giúp cho các con có cảm giác là nó điều hòa vị giác tốt hơn và giúp cho các con có cảm giác ăn ngon hơn. Nó còn có các yếu tố như là lysine, như là các vitamin nhóm B hay là các cái khoáng chất khác. Thế thì mình sẽ cần phải bổ sung một cách tổng hòa hơn. Mẹ có thể là cho con đi kiểm tra lại bác sĩ, hoặc là mẹ có thể bổ sung một cái sản phẩm nó tổng hòa là cái siro ăn ngon Biokiko này. Thì trong đấy nó sẽ có bổ sung kẽm này và nó có bổ sung các cái vitamin và khoáng chất khác. Thì như vậy nó sẽ là một cái sự toàn diện hơn cho các con. Nếu như mẹ chọn sản phẩm siro ăn ngon Biokiko thì bác sĩ Vinh cũng muốn chia sẻ một cái điều dùng và cái cách dùng làm sao để cho nó hiệu quả. Thì các con dùng hiệu quả nhất là một gói và hầu hết thì các con có thể uống trực tiếp được. Nhưng có thể một vài bạn ấy không thích ngọt một chút chẳng hạn, thế thì mình có thể hoàn toàn hòa lẫn với đồ ăn được, cũng không sao cả. Đó là một cái sự tiện dụng. Khi dùng thì các mẹ có thể có sự đồng hành của các chuyên gia, thì các chuyên gia sẽ đánh giá được tốt hơn tình trạng và tư vấn cho các mẹ tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vinh. Và thưa quý vị, cũng xin được giới thiệu thêm với quý vị, đó là bác sĩ Nguyễn Văn Vinh của chúng ta thì cũng là một trong những bác sĩ tham gia nghiên cứu trực tiếp sản phẩm siro Biokiko. Thế nên là tất cả những tư vấn của bác sĩ thì các bố mẹ có thể an tâm về sự chính xác của những thông tin mà bác sĩ vừa đưa ra, và hy vọng là với những chia sẻ của bác sĩ, tư vấn về liều dùng, cách dùng thì bố mẹ đã có thể hiểu hơn và có thể tham khảo thêm một sản phẩm giúp cho con mình có thể bổ sung dinh dưỡng và cải thiện được tình trạng biếng ăn của các con. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn
ơn những câu hỏi đến từ các quý vị khán giả. Và chương trình cũng xin được cung cấp thêm thông tin về siro Biokiko đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Biokidi. Để mua được sản phẩm chính hãng với giá ưu đãi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 086-297-3836 hoặc có thể truy cập vào website biokiko.com. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Văn Vinh ngày hôm nay đã đồng hành và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Biokidi đã đồng hành cùng với số phát sóng lần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.